Hohenie, nàng hậu hiếm hoi cân được mọi phong cách từ chất ngầu đến sexy. Thưa quý vị và các bạn, từ một cô người mẫu không ai nhớ mặt đặt tên, Hohenie vụt sáng thành sao khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lập kỳ tích lọt vào top 5 Miss Universe 2018 trên đất Thái. Trở về trong hào quang và sự yêu mến của khán giả, Hohenie ngày càng chứng tỏ được đẳng cấp Hoa hậu của mình. Đặc biệt, cô là nàng hậu hiếm hoi có thể cân mọi set đồ, từ chất ngầu cá tính đến sexy quyến rũ. Khi mới đăng quang, Hohenie nhận về không ít lời chê bai bởi với nhiều người, nhan sắc của cô không hợp chuẩn hoa hậu. Thay vì vẻ đẹp mong manh với tóc dài da trắng, Hohenie mang nét quyến rũ rất riêng của người con gái Tây Nguyên với tóc tém da ngăm. Đã có thời gian nàng hậu phải loay hoay trong việc định hình phong cách cá nhân, thậm chí cô còn bị nghi ngờ không đủ sức chinh chiến ở Miss Universe. Nhưng mọi việc đã xoay chuyển ngoạn mục, Hohenie lọt vào top 5 chung cuộc, một thành tích vô tiền khoáng hậu đối với nhan sắc Việt ở đấu trường sắc đẹp danh giá này. Chưa hết, cô còn được bình chọn là gương mặt xuất sắc nhất của giải thưởng Time List Beauty 2018 do chuyên trang sắc đẹp uy tín hàng đầu thế giới Miss Sociology tổ chức. Từ đây, cái tên Hohenie đã vươn lên một đẳng cấp khác, đẳng cấp của một ngôi sao thực thụ. Dù Hohenie vẫn giữ nguyên lối sống gần gũi thân thiện với mọi người, vẫn đáng yêu chân thành trong mắt khán giả, nhưng dễ nhận ra Hen đã có sự lột xác ngoạn mục về phong cách thời trang để xứng tầm với danh hiệu Hoa hậu. Sở hữu hình thể cân đối, đôi chân dài miên man cùng làn da ngăm cá tính, không khó để cô nàng biến hóa phong cách và cân mọi loại trang phục từ chất ngầu cá tính đến sexy quyến rũ. Hohenie ngày càng đẹp mặt mà và có phong cách thời trang đáng gờm. Thời điểm tham gia Miss Universe, Hohenie mang đến Thái Lan 90 bộ trang phục với đầy đủ kiểu dáng. Trong bối cảnh tình huống nàng hậu đều biết cách chọn đồ để tôn lên tối đa vẻ đẹp của bản thân. Có thể thấy, Hen rất biết cách làm bật mình lên giữa sừng người đẹp không ai chịu ai. Chiếc váy vàng cô trình diễn trong phần thi dạ hội đã khiến nhiều người đổ rầm rầm bởi nó quá đẹp, quá tinh tế và quá hợp với Hen. Phong cách thời trang ấn tượng tại Miss Universe, cô luôn biết cách làm nổi bật mình. Chiếc váy vàng đẹp miễn chê trên sân khấu Miss Universe. Trước đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 từng không ít lần gây ấn tượng với những thiết kế xui và vét. Cô diện chúng trong những hoạt động cộng đồng, trong những sự kiện đòi hỏi sự năng động cá tính. Kiểu dáng và màu sắc của những set đồ này tôn lên tối đa lợi thế hình thể của Hen, giúp cô phá bỏ khuôn phép yểu điệu thức tha mà người ta hay mặc định cho một nàng hoa hậu. Hoa hậu hiếm hoi theo đuổi phong cách manly. Hohenie luôn biết cách biến hóa mình, cô diện xui trong lúc tham gia Miss Universe. Hen không ép mình trung thành với bất kỳ phong cách nào, cái cô hướng tới là sự mới mẻ. Ngoài xui và vét, Hen cũng rất chuộng những bộ cánh body khoe dáng hay những thiết kế độc lạ để thể hiện cá tính bản thân. Điều quan trọng là dù có diện trang phục với phong cách nào, Hen vẫn toát lên một vẻ đẹp rất riêng và luôn dễ dàng thu hút được ánh nhìn của người đối diện. Một Hohenie cá tính mạnh mẽ với váy body ngắn. Vẻ quyến rũ của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 trong váy body xuyên thấu. Quay trở lại với váy đầm dạ hội, set đồ thường thấy của nhiều hoa hậu, Hen vẫn không bị nhạt nhòa trộn lẫn. Cô không chọn những mẫu đầm công chúa mong manh rườm rà, cô thích sự tối giản cao nhất có thể. Hen thích những thiết kế xẻ tà, cắt eo tinh tế để tôn lên lợi thế hình thể. Màu sắc thường thấy là những gam màu có thể làm bật lên làn da nâu khỏe khoắn, đặc trưng của người con gái Tây Nguyên. So với thời mới đăng quang liên tục bị dị nghị chê bai về phong cách, Hohenie giờ đây đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Cô hiểu mình có gì, thiếu gì, cô luôn cố gắng phát huy tối đa điểm mạnh và hạn chế khuyết điểm ở mức tốt nhất có thể. Không quá khi nói rằng, Hohenie là hoa hậu đã tạo nên sự khác biệt về nhiều thứ tính đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên, con người Hohenie vẫn không có gì thay đổi. Hình ảnh cô mặc trang phục đồng bào ED, cưỡi voi, đi công nông về bản và lên dãy hái cà phê cùng mẹ vẫn in đậm trong tim người hâm mộ. Với nhan sắc ngày càng thăng hạng và nét đẹp tâm hồn vốn có,
Hohenye là một trong những hoa hậu được ngưỡng mộ và tung hô nhiều nhất từ trước đến nay. Hơn cả tắc kè hoa, Hohenye gây lóa mắt khi thay đổi trang phục liên tục trong một ngày. Hohenye lại một lần nữa nhận nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ vì phong cách thời trang đa dạng nhưng đẹp xuất sắc. Hohenye chính là người đẹp hiếm hoi trong showbiz Việt, luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả. Không chỉ sở hữu ngoại hình đẹp, làn da nâu giòn và nụ cười tươi tắn, Hohenye từ khi đăng quang cho đến nay luôn khiến người hâm mộ trầm trồ khen ngợi vì gu thời trang đẹp mắt, tinh tế và rất hợp hoàn cảnh. Dù là xuất hiện trong những chuyến hoạt động cộng đồng hay trên thảm đỏ danh giá, người đẹp ED luôn ghi điểm tuyệt đối bởi những bộ cánh hết sức phù hợp. Như mới đây, Hohenye trở thành đại sứ trong một sự kiện tại quê nhà Tây Nguyên, hào hứng tham gia một hoạt động ngoài trời. Người đẹp nhanh chóng ghi điểm khi diện trang phục đơn giản với áo thun đầm ngắn và mắt kính, vui vẻ vẫy tay chào người đi đường. Chính bộ trang phục không quá cầu kỳ mà có phần năng động dễ gần, Hohenye nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ. Trong phía sau sân khấu, người đẹp còn không ngần ngại ngồi bệt dưới cầu thang, vừa cắn hạt dưa, vừa nở nụ cười, tươi rói khiến fan cảm thấy vô cùng ấm áp. Một nàng hậu rất dễ gần, vừa ngồi bệt xuống cầu thang, miệng vừa cắn hạt dưa, rất đáng yêu. Tiếp đó, người đẹp nhanh chóng thay bộ vest hồng xinh xắn, mít cùng giày sneaker trắng trẻ trung. Dù diện áo phông hay xui, Hohenye đều thể hiện biểu cảm tươi tắn rạng rỡ. Cô nàng đem lại cảm giác hồn hậu tự nhiên và trong trẻo qua nụ cười của mình. Tiếp đó, người đẹp diện bộ váy ôm sát chất liệu vải thổ cẩm như một cách để Hohenye kể về quê hương mình thông qua sự kiện địa phương. Cô nàng rất thích những bộ cánh vải thổ cẩm và thường xuyên diện chúng trong các sự kiện hoặc những hoạt động văn hóa. Mix cùng đôi cao gót top 5 Miss Universe 2018 đã thật sự nổi bật, tỏa sáng giữa bao người. Có thể nói, Hohenye là người đẹp có phong cách thời trang vô cùng giản dị của showbiz Việt. Từ khi đăng quang cho đến nay, mặc cho bao nhiêu mỹ nhân bon chen hàng hiệu đắt đỏ, Hohenye vẫn bình chân như vậy, trung thành với phong cách thời trang của mình và tỏa sáng theo phong cách của riêng mình. Chính vì điều này đã giúp Hohenye nhận được sự yêu mến vô bờ của người hâm mộ và cái tên Hohenye đi đến đâu cũng được người dân đón chào nồng nhiệt. Trong những lần về thăm buôn làng, người đẹp ED rất hay diện trang phục dân tộc. Xuất thân nghèo khó từ buôn làng, Hohenye luôn trân trọng những gì mình có. Bởi vậy, dù đã nổi tiếng nhưng cô vẫn luôn ăn mặc, cư xử giản dị khi trở về làng. Chỉ khi xuất hiện trước công chúng, Hohenye mới chọn trang phục lộng lẫy. Bộ trang phục giản dị và lấm bẩn này từng khiến nhiều người bàn tán về Hohenye, nhưng biết được lý do thật sự đằng sau, người hâm mộ mới cảm thấy yêu cô hoa hậu này nhiều hơn. Trước đó, Hohenye cũng gây ấn tượng khi phối đầm trắng cùng giày sneaker cá tính. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.